Lý do tại sao? Còn nếu như mà các bạn sử dụng bình thường có trong điều kiện bật wifi liên tục thì có lẽ là cái thời gian hiển thị màn hình liên tục của máy chỉ đạt ở mức khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ. Như vậy là khá là thấp so với những cái smartphone cao cấp hiện nay của các hãng khác. Và để có thể kéo dài cái thời gian sử dụng ở trên chiếc Lumia 950 thì mình khuyên các bạn nên bật một số những cái tính năng tiết kiệm pin của Nokia được trang bị sẵn như là Battery Saver, thì nó sẽ giúp tối ưu hóa những cái ứng dụng phần mềm đang sử dụng ngốn pin nhiều của bạn. Hoặc là các bạn có thể vào trong phần cài đặt và tắt bớt đi những cái tác vụ tốn pin, ví dụ như là zoom khi mà chúng ta chạm vào ba cái phím điều hướng, hoặc là tắt đi cái tính năng chạm hai lần để mở khóa màn hình, thì cái tính năng đó cũng tiêu tốn khá nhiều pin của bạn. Một điểm mạnh tiếp theo mình muốn nói đến ở trên chiếc Nokia 930 là đã được trang bị hệ điều hành mới nhất Windows Phone 8.1 phiên bản chính thức, nên các bạn sẽ có rất là nhiều tùy chỉnh mới và tiện dụng hơn trong quá trình sử dụng. Chúng ta sẽ có hệ thống đa nhiệm, quản lý trình đa nhiệm ở đây có thể tắt nhanh ứng dụng hoặc là truy cập nhanh vào những ứng dụng đang sử dụng. Cùng với đó là thanh thông báo trạng thái hoàn toàn mới. Thanh thông báo trạng thái này giúp các bạn có thể quản lý mọi cái thông báo về tin nhắn, email, cuộc gọi hay là bất cứ những cái sự kiện gì đang xảy ra ở trên thiết bị Lumia của bạn. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có 4 cái phím bật tắt nhanh Wi-Fi, Bluetooth hay là những cái thao tác khác mà các bạn có thể thiết lập ở trong phần setting. Cùng với đó thì chúng ta cũng được cung cấp thêm khả năng thay đổi màn hình nền, giúp các bạn có thể cá nhân hóa thiết bị của chúng ta một cách đơn giản hơn. Thêm vào đó thì ở trên cái Windows Phone 8.1 chúng ta còn được cung cấp một cái cô trợ lý ảo để có thể sánh ngang bằng so với Android hoặc là iOS, đó chính là Cortana. Những bạn nào mà đang ở thị trường Việt Nam mà muốn kích hoạt cái trợ lý ảo Cortana này thì chúng ta rất là đơn giản, chỉ cần vào phần setting, sau đó chúng ta thay đổi ngôn ngữ máy cũng như là định dạng vùng của máy về định dạng của Mỹ, thì ngay lập tức là cái phần Cortana của chúng ta sẽ hiển thị ở trên thiết bị và chúng ta có thể tương tác ngay lập tức giống như Siri hay là S-Voice hoặc là Google Voice ở trên các cái thiết bị khác. Và mình đã sử dụng thử cái trợ lý ảo Cortana này thì nó khá là ấn tượng so với những cái trợ lý ảo hiện nay trên thị trường. Giọng nói của thiết bị cũng như là những cái câu hồi đáp của thiết bị rất là gần gũi với người sử dụng và nó thực sự rất là tự nhiên. Thậm chí như các bạn biết một số những thông tin trước đây thì Cortana còn có thể thực hiện hát một số những cái bài hát ngắn dành cho các bạn khá là vui vẻ. Và như là lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn đến phần mềm Lumia VIP, thì đây là một phần mềm mà các bạn sẽ được trang bị ngay lập tức khi mà sở hữu thiết bị Lumia 930. Lumia VIP là một phần mềm sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều tiện ích cũng như là những cái ưu đãi giảm giá để sử dụng dịch vụ trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn quan tâm thêm về cái Nokia Lumia VIP này có thể tìm lại những cái video hoặc những bài viết trên S Channel hoặc là S Forum. Điểm cuối cùng mà mình muốn đánh giá đến ở trên chiếc Lumia 930 của Nokia này, đó chính là đây là một sản phẩm cao cấp và kèm theo đó thì nó dĩ nhiên là cũng sẽ được trang bị một cái camera cao cấp với độ phân giải 20 megapixel công nghệ Field of View của Nokia. Và chúng ta cũng được trang bị rất là nhiều những cái phần mềm chụp ảnh đến từ Nokia. Hiện tại như ở trên thiết bị mình đang có đây, ví dụ như là Nokia Camera, Nokia Cinemagraph, Creative Studio vân vân, rất là nhiều hình ảnh, rất là nhiều những cái công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc chụp ảnh của bạn ở trên 930 đến từ Nokia. Và để có thể chụp ảnh thì các bạn thường xuyên là sử dụng đến cái ứng dụng Nokia Camera. Ứng dụng này thì cung cấp cho bạn rất là nhiều tùy chỉnh bằng tay. Chúng ta có thể điều chỉnh cân bằng trắng, điều chỉnh lấy nét tự động hoặc lấy nét bằng tay. Thậm chí là chúng ta có thể điều chỉnh ISO, điều chỉnh tốc độ, màn chập và cân bằng ánh sáng vân vân, rất là nhiều tùy chỉnh bằng tay cho bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có chế độ chụp tự động, chụp chế độ ban đêm, chụp thể thao vân vân. Thì một điểm mà có lẽ là những cái bạn nào yêu thích chụp ảnh trên các thiết bị máy ảnh cũng như là di động khá quan tâm, đó là thiết bị Lumia 930 chúng ta còn có hỗ trợ chụp ảnh RAW và nó sẽ có 3 chế độ cho bạn. Thứ nhất là chế độ lưu ảnh thông thường 5 megapixel, thứ hai là lưu hai ảnh JPG 5 megapixel và 19 megapixel, và chế độ cuối cùng mà mình muốn nói đến là một ảnh 5 megapixel và ảnh thứ hai, đó chính là ảnh RAW định dạng DNG 19 megapixel, giúp các bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa ảnh hơn sau khi xử lý hậu kỳ sau khi chúng ta chụp ảnh ở trên thiết bị này. Và có thể đánh giá chi tiết hơn về cái camera cũng như là chất lượng hình ảnh hoặc là video từ cái camera này đem đến cho người sử dụng thì mình sẽ nói cho các bạn chi tiết hơn về một bài đánh giá riêng về camera của 930. Như vậy là mình đã đánh giá xong chi tiết cho bạn về phần hiệu năng cũng như là thiết kế của Lumia 930. Tóm lại thì Lumia 930 theo mình cảm nhận đây là một trong những cái thiết bị Lumia có thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay mà mình đã sử dụng. Và kể cả so với những thiết bị Lumia như là 1020 hoặc là 1520 thì Nokia Lumia 930 sẽ vẫn giành ưu thế ở trong cái phần thiết kế. Máy có thiết kế nguyên khối và rất là chắc chắn, cùng với đó là viền nhôm sang tạo nên cái sự sang trọng của máy. Và cái màn hình đồ vắt cong bốn cạnh này cực kỳ là ấn tượng khi mà Nokia đã dành ra đến 70 giờ đồng hồ cho mỗi chiếc Lumia 930.
Và 930 chúng ta cũng sở hữu một trong những cái cấu hình cao cấp nhất hiện nay, nó có thể đáp ứng tốt cho bạn tất cả những cái nhu cầu, không phải lo lắng là quá trình lag giật trong quá trình sử dụng. Vì các bạn nên nhớ đây là hệ điều hành Windows Phone và không có bất cứ một cái giới hạn nào về cấu hình cho Windows Phone 8, mà nó có thể chạy mượt mà, kể cả những cái thiết bị tầm giá thấp, tầm trung hoặc là cao cấp, nó đều có thể đưa đến trải nghiệm tốt cho các bạn. Có chăng cái việc khác nhau giữa những cái thiết bị thấp và thiết bị cao cấp đó chính là cái thời gian load ứng dụng mà thôi. Còn khi mà nó load xong rồi thì mọi thao tác đều rất là mượt mà. Các bạn quan tâm thêm chi tiết về mức giá của sản phẩm Lumia 930 cũng như quan tâm về những cái cấu hình thông tin chi tiết khác của sản phẩm này, có thể truy cập thêm vào trang web saphonet.com.vn để tham khảo thêm. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.